Giới thiệu đây là tủ lạnh đi nghe. Bia đi. Hennessy bữa uống hết cuối tuần rồi. Rồi xin mời mọi. Vậy mới đã nha. Ở đây rượu là để tủ lạnh không á. Uống cho nó phê. Đây, trời ơi. Bên Mỹ này không có hàng giả đâu nha mấy bé. Đây từ từ uống đây vô. Đây đi. Rồi đây là tất cả cái chỗ này á, 2, 4, 6, 6 lần. Cái chỗ cái tủ rượu này á, là 24 chai rượu chét. 24. Này vừa rượu chét mà rồi vừa champagne, vừa rượu rượu chét á, thì nó có hai loại rượu vang trắng và vang đỏ. Rồi lên đây. À, cái chai mà teo này á, rồi này là Hennessy, rồi cái chai này Hennessy này là đời mới ở Mỹ nè, nó có mẫu mã màu đỏ, nó màu 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 đỏ nè, là của cái này là của đời năm 2021 nè, chào mừng năm 2021 này là đời mới, còn cái này là đời cũ, hai. Nhưng mà chất lượng cũng giống nhau, nhưng mà cái này đời đời mới 2021 là bọc rồi, cái này là mặt theo này ha. À, cái này á, là cô nhắc này là VSOP nè, này VSOP cô nhắc luôn. Còn cái này nè, chai chai này tới 3 lít lận, 3 lít lận. Không, cái này uống có hai người là hết à. Vậy hả? À, cái này là để pha cocktail. Rồi chai này á là Margarita cho phụ nữ uống. Chai này á của Mễ, cái này là sản phẩm của Mễ, cái này dùng cho nữ uống. Chai này có 3 lít à. Rồi chai này là rượu sữa cho phụ nữ uống. Rồi cái này á là cốc dễ để pha cocktail thôi. Đúng chính xác luôn. Đây à. Cái này á là rượu chét nè, rượu chét này của Mỹ. Cái này là tại vì nó cột ở đây sợ nó rung rinh tụi nó chạy sợ rớt á, sợ nó rớt. Cái này toàn là no, đồ thiệt không à, ở đây không có chơi đồ giả. Cái này là toàn là rượu 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 chét nè. Cái này là rượu. Cái này á là có nghĩa là bạn bè tới vui thích là quất thôi đó. Một chai này hả thì tầm cỡ, ví dụ như cái chai trắng này á là cỡ 25 đồng, 25 đô, còn còn mấy chai này là 15 đô, còn chai này 35 đô, chai này 15 đô, chai này 20 đô, rồi bình quân là từ 30 đô tới 25 đô cỡ. Dưới cùng đây, chai này bự lắm, chai này tới 3 lít lận. Còn cái chai này nha rất là đặc biệt, cực kỳ ngon nha, hàng hiếm lắm. Trời ơi, cái hàng này ha là cực kỳ quý hiếm. Cái rượu này á là uống á, nó giống như cái rượu nếp than mà hồi xưa mẹ làm vậy đó. Dạ. Đây, khui thẳng á. Nó sập, nó sập để bắt giáp câu ra, bắt đáp câu ăn được. Nè, xoay nè. Cái xoài này á là nó giống như xoài cát Hòa Lộc vậy đó, nhưng mà nó là của ông của Mexico mà rất rất là ngon, rất là ngon. Cứ bán một thùng vậy nè là 12 trái. 12 trái một thùng này, cái giá của nó bây giờ là nó còn có 12 đô 99 à.
12 mỗi lần là cứ mua là mua cả thùng, cái thùng, cái thùng vậy nè. 12 đô 99 cent một thùng là cho 13 đô đi. Là nhiêu? À, một thùng này 12 trái. Rồi cực kỳ ngon nha. Mà nó y như xoài két Hòa Lộc của mình vậy đó. Ok. Đây chị rồi. Bánh đi, bánh Việt Nam nhập qua nè. Rồi bây giờ xuống đây đi. Có nhấp môi thôi. Uống 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 rồi. Nè. Chai này là 5 lít nha. Chai nào cũng gửi về được hết, nhưng mà cái kinh phí gửi nó còn mắc hơn cái chai rượu nữa thì gửi làm gì. Nè. Cái chai này là 5 lít nè. Hàng này là của Italy. À, quá bự luôn. Trời ơi, cầm gãy tay luôn nha mọi người. Hai chai này 10 lít. Yeah. Cái này là hàng hàng của Ý, rẻ, rẻ lắm, rẻ, rẻ. Một một cặp này 40 đồng, một cặp 40 đồng. Rồi, nhà nào có em nhỏ xin mời, nhà nào có em nhỏ xin mời ăn kẹo luôn nha mọi người. À, ở nhà này mấy đứa nó xuống răng là vậy đó. Không quẹt đốt đèn cầy hả? Bây giờ là mùa mùa sơ mùa, mùa. Rồi không, này cầy thiệt. À, cái này nè, bát giáp này chứa được 3 lít bia. Bia tươi nha. Trời ơi, mà chỗ nào á là có ly rồi để sẵn luôn, phiêu ra uống luôn nha. Ba chỗ nha. 3 lít hả? Mua cái này mua nhiêu ta quên rồi. Cái này mua mua 70 đồng, 70 đồng. Rồi qua đây nha. Rồi lên luôn. Này vodka để pha cocktail. Rồi chai này 5 lít nha. 5 lít nha. Hàng này là hàng độc nha. Bạn cho, bạn tặng, tặng nha. Rồi cái này Margarita, đồ của Mỹ. Pha cocktail cực kỳ ngon nha. Cho quý vị phụ nữ say sưa lai rai. Này whisky này pha cocktail luôn. Chai này 5 lít nha. 5 lít lận nè. Trời ơi, nhìn bảnh lắm. Rồi bây giờ sưởi ấm nha. Cái lên ơi. Cái lên ơi, cái lên, cái lên. Trời ơi, cực kỳ thơm nha. Cái lên, ai nít hết. Bỏ lên đèn cầy cho nó đi. Trời ơi, cái này là thơm ngạt. Rồi, cái lên đang châm nha. Thơm quá ha, cái này thơm quá à. Rồi bên kia bên con làm mẹ ba cái luôn. Nó mày đón. Ok, đóng lại. Cái này đem ra bát giò ha, đem ra bát giò để mình nướng thịt nha. Rồi vô luôn cách lên. À, cách lên đang chuẩn bị châm lửa đó để cho buổi buổi tối này thơm, đèn cầy thơm rồi. Kệ đốt hết đi, buổi tối vậy nó cũng lạnh. Rồi cái này bự nhất nè. Wow, đó cái lên đang đang chăm, đóng lại luôn. Wow, đẹp quá, cái này đem ra bát gia ha. Đẹp chưa? Thơm quá rồi, thơm quá. Thơm quá. Trời ơi, vô. Thơm quá ha, mùi nó thơm biết sợ. Nó mùi thơm với mùi dâu vậy. Rồi, đây là phòng phòng ăn tối nha. Cho đây là nhà bếp nè. Đây là đang ăn tối nha. Đang ăn tối, hôm nay là ăn bánh mì hấp. À, bên đây hiện bây giờ là 9 giờ 14 phút tối rồi. Trời ơi, thôi phải make up nữa, mất công rồi. Trời ơi, cái này làm đẹp quá nè. Ơi cái nhỏ đừng đốt con thổi đi. Kìa, hello con đốt nhỏ. Thôi khỏi. À, cái này nó khoái đốt nến lắm. Rồi, chụp cái bạn này đi ha. Trời ơi, mua cho nó cái túi hơi mà nó nè, mua cho nó cái túi hơi mà nó nhảy kiểu đó, bể túi hơi hết rồi. Quá rồi. Wow, thơm thơm thơm. Đẹp quá, thơm lắm bác Giáp ơi. Không thôi được, À, không thôi. thôi đi. Ok rồi, ok tôi chụp liền gửi liền cho. Vậy phải tắt đây nha, nha. Ok rồi, vậy tắt đây nha, bye bye nha, lát ra hẹn gặp rượu nha, bye bye.